trời sinh năm con giáp này sinh ra đã có phúc tướng. Nếu họ sống khỏe mạnh, thân hình đầy đặn, có da có thịt, thì cả đời sẽ không phải lo cái chuyện cơm áo gạo tiền. Họ sẽ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sung túc, viên mãn nếu như có thân hình đầy đặn, mũm mĩm. Đó là những con giáp sau đây. Đầu tiên là những người phụ nữ tuổi Dần. Phụ nữ tuổi Dần được miêu tả với ba từ giỏi giang, bản lĩnh và cứng đầu. Họ giỏi thành công, giàu có hơn những người khác không hề là nhờ cái may mắn gì, mà đều là do sự nỗ lực không ngừng nghỉ của họ. Dù là phụ nữ nhưng sức làm việc, cái sự cương liệt khi mà kiếm tiền của họ ấy, có khi còn thắng cả nam nhi. Nếu lấy được một cô vợ tuổi Dần làm vợ thì đàn ông sẽ giống như là vớ được quý nhân về nhà, vừa gặp được hậu phương là nơi tổ ấm vững chắc, lại vừa gặp được bạn đồng hành giúp sức trên cái sự nghiệp con đường thành công của mình. Phụ nữ tuổi Dần không nên để bản thân gầy gò, bởi như vậy sẽ làm mất đi cái uy vốn có của con giáp này. Đặc biệt những quý cô tuổi Dần càng mập mạp thì càng có tướng đẹp, vừa phúc hậu lại sang trọng quý phái, và đặc biệt là cái thần thái uy nghi mà ít ai có được. Phụ nữ tuổi Dần có cá tính khá là mạnh mẽ và cuốn hút. Khi xuất hiện trước đám đông, cô ấy luôn là những người nổi bật nhất, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Không những xinh đẹp, phụ nữ tuổi Dần còn rất là thông minh, tài giỏi. Họ sẽ không an phận là một người phụ nữ tầm thường, ngược lại luôn phấn đấu để xây dựng cái sự nghiệp, địa vị của mình. Họ thích cuộc sống thoải mái, tự do, không bị gò bó bởi bất kỳ điều gì. Đó là cái lý do tại sao mà phụ nữ tuổi Dần ấy thường có xu hướng kết hôn muộn. Ngoài cái thời gian làm việc, phụ nữ tuổi Dần đặc biệt thích làm đẹp cho bản thân và sẵn sàng đầu tư một số tiền lớn cho mua sắm, chăm sóc sức đẹp của mình. Họ có tâm hồn yêu thiên nhiên, yêu động vật và yêu những đứa trẻ nhỏ. Đây là những người giàu cảm xúc, có cái nhân duyên tốt. Tuy cái tình cảm phong phú nên họ thường đau đầu về cái chuyện hôn nhân hay là tình yêu. Trong gia đình họ hết mực hiếu thuận với cha mẹ, một lòng chăm sóc con cái và gì cuộc sống vợ chồng hạnh phúc được mỹ mãn. Bên cạnh đó, phụ nữ tuổi Dần rất giỏi giao tiếp và là cảm hứng cho tất cả mọi người. Họ thích những cái hoạt động, những cái thử thách, những cái điều mới mẻ. Rủi ro không phải là một vấn đề đối với họ. Họ sẽ hộ mệnh, bảo vệ và truyền cảm hứng cho mọi người khi mà thực hiện bất cứ những cái điều gì. Phụ nữ tuổi Dần vốn lãng mạn, họ là những người quyến rũ nhất trong 12 con giáp. Bên cạnh đó, họ cũng có những người đồng nghiệp tốt. Giai đoạn đầu trong cuộc đời của những người phụ nữ tuổi Dần ấy, có lẽ là êm đẹp nhất. Khi mà trưởng thành ấy, thì họ học cách kiềm chế cái tính nóng của mình. Tuy nhiên, cái tính cách đó có thể hủy diệt họ trong cái thời thanh niên và cái thời trung niên. Khi mà họ phải mải miết theo đuổi cái thành công và hoàn thành những cái ước mơ của mình. Nếu mà vứt bỏ hết cái áp lực và thả lỏng mình ấy, để được nhẹ nhõm, thanh thản hơn, thì tuổi già của họ sẽ được bình lặng. Song điều đó rất là khó khăn, vì những người tuổi Dần ấy, luôn hối hận vì những cái việc làm, rồi cảm thấy gì dằn vặt, đau khổ và vui sướng. Tóm lại, cuộc đời của những người phụ nữ tuổi Dần khá là thất thường. Lúc thì ngập tràn tiếng cười, khi thì nước mắt giàn giụa, có khi cảm thấy là vô cùng thất vọng. Thế nhưng họ lại không cần ai thương hại. Nếu cho phép họ sống trọn vẹn mấy cách mà họ đã chọn, thì cuộc sống sẽ đem lại cái nguồn cảm hứng vô tận. Họ chính là những người lạc quan số 1, luôn đón đợi những cái thử thách mới. Vậy nên những người phụ nữ tuổi Dần càng có thân hình mập mạp, càng có thân hình mũm mĩm thì lại càng dễ dàng đạt được cái sự giàu có. Đó là người phụ nữ đầu tiên là phụ nữ tuổi Dần. Tiếp theo, người phụ nữ thứ hai mà có thân hình mũm mĩm thì sẽ càng trở nên giàu có, đó là những người tuổi Tỵ. Nếu mà những người tuổi Tỵ quá gầy thì sẽ dễ tạo cho người khác cảm giác là tàn nhẫn, nội tâm đen tối. Cái sự nổi tiếng cũng sẽ bị giảm sút đôi phần. Thêm một chút da thịt trên khuôn mặt có thể nâng cao cái nhân duyên và cái sự quyến rũ, cải thiện cái sự may mắn của những người tuổi Tỵ. Vì vậy, các gia chủ tuổi Tỵ đừng sợ gặp rắc rối bởi nhiều thịt hơn người. Hãy vui vẻ thoải mái lên, vì cái vận quý nhân cũng đang ban phước và đang chờ mong các bạn ở phía trước. Phụ nữ tuổi Tỵ chính là đại diện cho sự khôn ngoan và sự thần bí, là dấu hiệu thứ 6 trong tử vi chiêm tinh học của phương Đông. Họ có thể nổi bật và thường có một cảm giác tuyệt vời với phong cách cá nhân đặc biệt. Họ là những người độc lập và khá tự tin vào chính cái bản thân của mình. Họ thường không quan tâm đến những người khác nghĩ gì cả. Vậy nên có béo một chút thì cũng không sao. Phụ nữ tuổi Tỵ là người sành điệu. Họ thích những cái cuốn sách tốt, thích những cái thước phim hay, thích âm nhạc, thực phẩm cho những người sành ăn, và bất cứ điều gì tốt là của những người tuổi Tỵ. Tiền tài không phải là một vấn đề với họ, mà họ có khả năng là hào phóng giúp đỡ những người khác. Những người tuổi Tỵ khá khắt khe và có cái tính chiếm hữu. Họ có tiêu chuẩn cao cho bản thân cũng như là cho bạn tình của mình. Họ có thể rất hay nghi ngờ những người thân
và mọi người xung quanh. Người tuổi Tỵ thì thường là giữ cái bí mật và thường khá cẩn thận về những gì họ nói. Tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, kiêu hãnh và rất biết quan sát và chờ đợi. Họ không phải là tuýp người bốc đồng mà ngược lại rất kín đáo và bình tĩnh. Họ khá bảo thủ và bí ẩn. Hơn nữa, ẩn sau đôi mắt tinh ý đó là một cái bộ óc luôn phân tích, giúp cho những ai thuộc cung mệnh này thì có được cái sự tinh tế, cẩn trọng và khả năng phán đoán đúng đắn để tìm ra cái mấu chốt của từng vấn đề cũng như là giải quyết chúng một cách ổn thỏa. Những người phụ nữ tuổi Tỵ thì cũng được trời phú cho cái sự thông minh và hiểu biết. Đó là tài năng và thực tế cũng là do họ cần có một cái cuộc sống đảm bảo về tài chính. Vì thế mà những người tuổi Tỵ được xem là một trong số những con giáp mà càng có nhiều da thịt thì càng trở nên giàu có. Với cái phong cách tao nhã dễ chịu nhưng mà không kém phần sang trọng là những cái gì mà những người tuổi Tỵ trang trí cho cái tổ ấm của gia đình mình. Những người sinh năm Tỵ thì có thể trở thành những nhà triết học, thần học, những nhà chính trị tài ba, cũng như có thể là một những nhà tư tưởng cực kỳ là sâu sắc. Cô ấy luôn là nhân vật bí ẩn nhất trong số 12 con giáp. Cô ấy có trí tuệ đặc biệt bẩm sinh, thì ngoài ra là một người theo chủ nghĩa thần bí. Những người tuổi Tỵ là những người tao nhã, lịch sự, rất thích đọc sách và nghe nhạc, thích ăn những món ngon, thích xem kịch. Và cô ấy luôn có sức thu hút những cái đẹp và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Thưa quý vị, những cô gái xinh đẹp nhất, nổi bật nhất thì thường là những người tuổi Tỵ. Cho nên nếu bạn sinh vào năm Tỵ ấy, thì chắc chắn bạn sẽ có một cái vận mệnh cực kỳ tốt đẹp. Những gia chủ nữ tuổi Tỵ thì thường dựa vào chính cái bản thân mình mà phán đoán và hành sự. Họ có tính cách tôn chỉ cao. Họ là những người làm theo chủ nghĩ hưởng thụ. Bất luận thế nào thì họ luôn tin vào cái sự quyết định của mình. Nhưng mà phần lớn là cái sự lựa chọn của họ hầu như là đều là chính xác. Phụ nữ tuổi Tỵ thường có một phong cách làm việc rất độc đáo. Họ kiên định với những cái kế hoạch mình đề ra, luôn cố gắng hoàn thành tốt những cái gì và ít khi quan tâm đến những cái lời đàm tiếu từ bên ngoài. Cái sự nhạy bén, cái sự nhạy cảm cũng như là cái sự độc lập đó cũng không khiến cho họ bỏ qua ít những cái lời khuyên bổ ích từ những người xung quanh. Theo tử vi học thì tài vận của những người tuổi Tỵ khá là tốt và họ gặp nhiều may mắn, dễ được quý nhân tương trợ giúp đỡ và thường xuyên có được nhiều cái tài lộc một cách bất ngờ. Tuy nhiên, thu nhập của những người tuổi Tỵ không nhờ vào cái sức lực của bản thân hay là cái tri thức phong phú mà là do vận may của các bạn nó mang đến. Nhưng mà vận may này không phải lúc nào nó cũng đến. Nếu mà không nắm chắc cái thời cơ thì sẽ có lỗi với bản thân. Thường thì những nguồn tiền tài của những gia chủ tuổi Tỵ là do cái kết quả trong cái kinh doanh mà nhờ vào những cái lần đầu tư mang lại cái tính chất thời cơ bất ngờ. Vậy nên những người tuổi Tỵ chẳng bao giờ họ giàu dĩ về cái chuyện tranh giành tiền bạc, dường như bản thân cái vận may luôn tìm đến họ. Đối với những người tuổi Tỵ trước khi bắt tay vào làm công việc gì thì các bạn cũng cần phải tìm hiểu một cách kỹ càng xem có thích hợp hay không. Tuổi Tỵ không phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc, cơ may đến với họ một cách ngẫu nhiên và các bạn thường là nắm bắt một cách chính xác. Thông thường những người tuổi Tỵ có số hên và được quý nhân phù trợ, tiền cứ thế mà chảy vào túi. Song cái tiền bạc không đến từ cái năng lực quản lý tài chính mà chỉ nhờ vào cái vận may mà thôi. Những người tuổi Tỵ là những người rất hào phóng trong việc tiêu tiền, đặc biệt họ không tiếc tiền trong cái việc mua sắm những cái đồ quần áo tư trang ở nhà. Do được trời phú nên là lãng phí một chút thì cũng không đến mức là khuynh gia bại sản, song cũng nên tiết kiệm và nghĩ tới cái hạnh phúc của tương lai. Vậy nên với những người phụ nữ tuổi Tỵ mà có cái thân hình mập mạp đẫy đà thì là một trong những người có phúc tướng, càng béo thì lại càng giàu. Đó là người phụ nữ thứ hai, những người tuổi Tỵ. Tiếp theo, phụ nữ thứ ba là những người tuổi Hợi. Người ta thường nói đùa, những con lợn đất thường là để tiết kiệm tiền mà không có tiền là con lợn gầy. Dù phụ nữ tuổi Hợi từ trong trứng nước đã được định sẵn cái cuộc sống bằng phẳng, hậu vận thăng hoa, tuy nhiên với cái ngoại hình đầy đặn tròn trịa bao nhiêu ấy, thì tiền tài cũng tỷ lệ thuận mà đổ vào túi bấy nhiêu. Phụ nữ tuổi Hợi cũng được rất nhiều quý nhân bám gót, vậy nên làm kinh doanh thì là khá ổn. Nếu mà cùng chồng gây dựng thì chắc chắn làm ăn lớn, giàu ba họ sướng ba đời. Phụ nữ tuổi Hợi sẽ là cái mẫu người lý tưởng, đáng mong đợi của nhiều chàng trai. Họ vừa dịu dàng, đoan trang, lại vừa là người phụ nữ mạnh mẽ của thời đại. Khi mà đã kết hôn ấy, thì cô nàng tuổi Hợi sẽ hết lòng chăm lo cuộc sống của chồng của con và chăm lo cho cái mái ấm gia đình của mình. Thậm chí họ sẵn sàng hy sinh, chịu nhiều cái thiệt thòi về phía mình để cho gia đình được sung sướng và đầy đủ. Tuy nhiên, với tính cách rộng rãi phóng khoáng thì những cô nàng này lại gì không giỏi trong cái cách quản lý tài sản và chi tiêu tiền bạc. Tài lộc và công việc, sự nghiệp của một người tuổi Hợi ấy, thì cũng gắn liền mật thiết với nhau. Có cái cơ hội thăng tiến hay không ấy, phải làm thì mới biết được. Những người phụ nữ tuổi Hợi thì luôn có tinh thần ham học hỏi, sống độc lập và giàu lòng nhân ái.
họ thân thiện, cởi mở, cũng trung thực và là chỗ dựa vững chắc cho những người thân, cho bạn bè. Trong công việc thì họ luôn thể hiện hết mình là người có đầu óc tư duy, có tinh thần sáng tạo, có tầm nhìn xa trông rộng và có tư tưởng tiến bộ, nhạy bén với cái thời cuộc. Con giáp này rất giỏi quan sát, đấy, biết lúc nào nên tiến và khi nào nên lùi, và họ phản ứng rất linh hoạt và không ngại cái sự thay đổi. Họ làm việc rất tập trung cao độ, chỉ cần xác định được mục tiêu rõ ràng sẽ sẵn sàng san phẳng mọi thứ để trở về đích một cách nhanh nhất. Tuy nhiên, đôi khi cái ý chí chưa được vững vàng nên là những người tuổi Hợi dễ gặp cái sự nản lòng, dễ bị chịu ảnh hưởng bởi cái dư luận. Thấy người ta chê cười thì lập tức coi nhẹ cái bản thân. Vậy nên trong thời gian này các bạn nên vững lòng bảo vệ cái quan điểm của mình. Tuy nhiên đừng có quá bảo thủ. Mọi chuyện thì đều theo cái ý mình, sẽ gì gặp nhiều cái rắc rối, sẽ biến chuyện nhỏ thành chuyện to và sẽ gặp nhiều cái phiền phức. Khi có vấn đề, điều quan trọng nhất là phải giữ được bình tĩnh, giữ được cái đầu óc được tỉnh táo, bàn bạc và thương lượng với mọi người để tìm ra cách giải quyết, khắc phục cái hậu quả tốt nhất. Đó là phụ nữ tuổi Hợi, con giáp thứ ba, mà càng có thân hình mập mạp, mũm mĩm thì càng trở nên giàu có. Con giáp càng béo càng giàu thứ tư, đó chính là những gia chủ tuổi Sửu. Những người tuổi Sửu thường là lao tâm khổ tứ, khi bận rộn sẽ lo lắng dẫn đến hại thân và gì thường là bị giảm cân. Như vậy sẽ khiến cho bạn mất tập trung và hay bị phiền muộn. Vậy nên trong thời gian này các bạn phải học cách buông bỏ những cái lo lắng của bản thân, nuôi dưỡng cái tinh thần và nuôi sống chính mình. Các bạn hãy mở lòng ra mà yêu thương bản thân, may mắn tự nhiên sẽ không bỏ qua các bạn. Những người sinh vào năm Sửu ấy thì có tính tình là thành thực, lại giàu cái tính nhẫn nại. Tuy nhiên đôi lúc thì hay cố chấp và khả năng ngoại giao thì kém hơn những con giáp khác. Các mối quan hệ xã giao vì thế mà cũng có phần thu hẹp. Phụ nữ tuổi Sửu thì cả tin, dễ nghe lời đường mật của những người khác mà làm theo, khó tránh khỏi những cái thất bại. Vậy nên là các bạn cần phải cẩn trọng. Nữ tuổi Sửu là mẫu người mẹ hiền, vợ đảm, biết chăm lo, biết thu vén cho gia đình, cũng rất coi trọng cái việc giáo dục, dạy dỗ trẻ em. Vận tài lộc thì có thuận lợi hay không đều ảnh hưởng lớn đến cái vấn đề tài chính của những gia chủ tuổi Sửu. Bởi phần lớn mọi người đều trông cậy vào cái công việc, cái sự nghiệp để tăng cái thu nhập. Muốn có cuộc sống sung túc, giàu sang thì trước tiên cần phải tập trung vào làm việc và phát triển cái sự nghiệp. Người tuổi Sửu luôn tuân theo cái quy tắc của bản thân họ. Mọi chuyện xảy ra đều được giải quyết một cách rõ ràng và đúng mực. Họ cũng luôn giữ cho mình cái sự tỉnh táo trong mọi cái trường hợp. Khả năng làm việc độc lập giúp họ hoàn toàn có thể dựa vào cái ý chí kiên định và cái tinh thần trách nhiệm của mình, hy sinh hết mình để hoàn thành tốt cái công việc được giao. Chính vì thế mà những người tuổi này chỉ cần quyết tâm thì sẽ làm được thành công mọi việc. Tuy nhiên, tính cách chính trực khiến họ sẵn sàng gạt bỏ cái lợi ích nếu điều đó vướng phải những cái bất đồng, những cái mâu thuẫn với cá nhân. Ngoài ra, những người tuổi Sửu ấy thì không giỏi giao tiếp, cũng không biết lấy lòng những người khác, nên là khi hợp tác, làm việc hay bị gặp khó khăn. Chỉ khi có lòng tin, có sự công bằng và làm việc công khai ấy, thì người tuổi này mới được cái tiền đồ và tài lộc rất là tốt đẹp, giành được cái sự yêu mến và tin tưởng của mọi người, có cơ hội để phát huy hết cái khả năng của bản thân. Họ cần có những công việc ổn định và nhiều cảm hứng. Cái sự kiên nhẫn là cái điểm mạnh của những người tuổi Sửu trong công việc. Khi mà đã chuyên tâm vào cái sự phát triển sự nghiệp ấy, thì chắc chắn họ sẽ gặt hái được những cái thành quả tốt đẹp. Đặc biệt là khi mọi người thừa nhận và đánh giá cao, họ sẽ càng thêm tích cực làm việc để không phụ cái sự kỳ vọng của mọi người. Tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm đó khiến cho họ có thể đảm nhận những cái công việc mà người khác khó lòng có thể làm được. Vậy nên những người tuổi Sửu ấy, hãy chăm chút cho bản thân. Đặc biệt là phụ nữ tuổi Sửu ấy, thì là một trong những con giáp thuộc tốt là càng béo càng giàu. Các bạn đừng để cho bản thân bị gầy đi hoặc đừng có cái kế hoạch giảm cân nào cả. Đó là những người tuổi Sửu. Tiếp theo, con giáp thứ 5 đó là những người tuổi Tý. Những người tuổi Tý cũng được xem là một trong con giáp mà càng béo thì càng giàu. Da thịt là phúc khí, có da có thịt ở mặt và ở trái tim rộng lớn ấy, thì sẽ khiến cho tổng thể con người được trông được gì thân thiện và hấp dẫn hơn. Vận khí từ đó sẽ được cải thiện rất nhiều. Tuổi Tý nếu mà quá gầy sẽ tạo ra những cái ấn tượng của người keo kiệt, của người gì không chu đáo, dữ tợn. Nhưng mà nếu lớn thêm một chút, có da có thịt sẽ tạo nên cái sự khác biệt, có khí chất và có khuôn mẫu, tự nhiên sẽ thu hút những điều tuyệt vời đến đối tác và tài lộc cũng từ đó mà được tăng lên một cách đều đặn. Một điểm nổi bật trong cái tính cách của những người phụ nữ tuổi Tý chính là để họ luôn tiên phong dẫn đầu. Họ luôn muốn mình là cái người mà đứng đầu trong mọi cuộc chơi. Theo quan niệm của người phương Đông thì chuột được coi là biểu tượng của sự tích lũy và của sức khỏe. Còn người Trung Quốc và Nhật Bản thì coi là biểu tượng cho sự may mắn và sự giàu có.
cái khả năng lãnh đạo và cái bản tính của những người tuổi Tý, họ thông minh, lanh lợi và sống theo cảm tính. Họ rất hiếu động, tò mò và luôn suy nghĩ không ngừng. Họ tháo vát và xuất sắc, là những người có sức cống hiến vô cùng mạnh mẽ. Với cái đầu óc sáng tạo thông minh của những người tuổi Tý được biết đến thông qua cái sự thông thái của họ. Những công việc đòi hỏi kích thích trí óc và trong cái môi trường linh hoạt ấy, sẽ phù hợp hơn với những gia chủ tuổi Tý. Họ rất giỏi đưa ra những lời khuyên và những cái đánh giá sắc sảo trong cái lĩnh vực tài chính và những cái thách thức trong trò thể dục thể thao. Dù bất kỳ trong cái công việc nào thì những người tuổi Tý luôn mang lại một cái luồng gió mới và cái sự sáng suốt, thấu đáo trong cái công việc của chính họ. Những người tuổi Tý thì luôn có sức hấp dẫn đến lạ lùng, được mọi người yêu quý. Họ là những người gần gũi, cần cù và gì sinh hoạt siêng năng tiết kiệm. Nhìn bề ngoài thì tuổi Tý có thể là những người trầm lắng, hơi ít lời và họ nhìn khá nghiêm túc. Nhưng trên thực tế họ lại rất dễ bị kích động, song họ lại rất giỏi kiềm chế bản thân. Họ có một cái trái tim sôi nổi, lạc quan vui vẻ, dễ gần, dễ mến. Họ thích kết giao bạn bè, vì thế mà luôn có nhiều quý nhân ở xung quanh. Đặc tính của phụ nữ tuổi Tý là rất dễ thích nghi, nên là những người tuổi Tý làm bất cứ nghề gì, làm bất cứ công việc gì đều gặt hái được những cái thành quả nhất định. Họ có khả năng khắc phục những cái khó khăn, sáng tạo và tùy cơ ứng biến. Họ là những người có trực giác nhạy bén, có tầm nhìn xa trông rộng và có khiếu kinh doanh, buôn bán. Với những người tuổi Tý khó khăn ấy thì càng khiến họ ngày càng trưởng thành hơn. Phụ nữ tuổi Tý rất giàu tình cảm. Họ không những yêu thương con cái hết mực mà còn kính yêu các bậc trưởng bối trong gia đình. Cha mẹ có con sinh tuổi Tý thì chắc chắn sẽ nhận được cái sự quan tâm chăm sóc chu đáo từ con cái của mình. Đó là người phụ nữ thứ năm. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về năm con giáp càng béo càng giàu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.